Xin chào tất cả mọi người. Thường thì nhiều bạn hỏi mình á, trong tầm giá mà 3,5 triệu sẽ mua điện thoại nào, thì mình sẽ tư vấn hai chiếc điện thoại nha. Đó là con Redmi Note 8 và con Realme Wii. Thì hai cái con này thì mình cũng đã có một video so sánh rồi. Nói chung là sẽ tùy theo nhu cầu của các bạn mà các bạn sẽ lựa chọn một chiếc điện thoại phù hợp hơn. Hôm nay nè, ở trong tầm giá 3,5 triệu lại có một cái đối thủ rất là xứng tầm nữa, cũng đến từ thương hiệu Realme. Đó chính là chiếc Realme X nha. Thì chiếc điện thoại này được mình mua tại Shopee nè, và cái giá mà mình mua chỉ tầm khoảng 3,4 triệu thôi. Nói chung là mình thấy đây là một chiếc điện thoại có một cái camera thọ thục, có một cái màn hình full view đúng nghĩa, với cái tầm giá mà rẻ nhất luôn nha. Ngoài ra thì cũng còn rất là nhiều bạn yêu cầu mình mua chiếc điện thoại này nữa, thì thông tin mình sẽ hiển thị ngay trên màn hình nha. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mở hộp và trên tay nhanh cái sản phẩm này nha, xem nó có phải là một cái đối thủ mới ở trong cái tầm giá 3,5 triệu hay không. Let's go. Và rồi, thì đây chính là cái hộp đóng gói nha. Sản phẩm này được mình mua tại Shopee nè. Và đây chính là đơn vị vận chuyển nha, Vietnam Post nè. Và đây chính là người gửi nè. Và đây chính là thông tin của sản phẩm nha. Điện thoại Realme X nè, hàng nhập khẩu chính hãng, bảo hành 12 tháng nguyên siêu. Và đây là màu trắng nha, RAM 4GB. Nhìn qua cái vỏ hộp thì mình còn thấy có một cái tem niêm phong nè. Nó đơn vị vận chuyển là VNBOT mà tem niêm phong là của Viettel nè. Rồi thì bây giờ mình sẽ cùng bóc hộp em nó ra nha. Trời, dán băng keo kỹ quá, dán full cả hộp luôn, không còn một cái lỗ nào trống. Đó rồi. Thì đầu tiên ở đây thì mình có một tờ giấy nha. Thì tờ giấy này là tờ giấy của hóa đơn bán hàng nè. Hóa đơn bán hàng kèm phiếu bảo hành. Đó. Rồi, bỏ qua đi, mình sẽ đến với nhân vật chính luôn. Thì đây chính là chiếc Realme X. Đầu tiên về vỏ hộp này á, thì mình thấy nó hơi dơ nè. Và tông màu chủ đạo á, là màu đen và màu vàng nha. Nhìn mình nhớ tới cái con mà Realme 3. Con Realme 3 thì cũng màu đen và màu vàng giống vậy. Rồi thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm. Bây giờ mình sẽ bóc siêu ra luôn nha. Đó. Realme X. Thì ở phía trên cùng mình sẽ có một cái ốp nha. Thì cái ốp này không phải là những cái ốp dẻo như bình thường. Nó là dạng một cái ốp cứng á, có cái viền thì là dẻo nè. Và nó là màu xám nha, chứ không phải là dạng trong suốt. Tiếp đó thì bên dưới nó có một cái que chọc sim nè, vài tờ giấy hướng dẫn sử dụng của Realme nè. Và đây chính là nhân vật chính, chiếc Realme X. Mình sẽ xem tiếp phụ kiện ở bên dưới nha. Phụ kiện ở bên dưới có một cái củ sạc VOC nè. Thì cái củ sạc này nè, mình có đọc được thông tin đó, đó là 5V 4A nha mọi người. Và cuối cùng á, thì đây là một cái cổng dây sạc với chuẩn là USB Type-C. Và ở hai cái đầu sạc nè, thì các bạn có thể thấy á, là được có một cái cao su nè, bọc lại luôn. Thì bây giờ mình sẽ đến với nhân vật chính luôn nha, chiếc Realme X. Rồi, thì đầu tiên đó là cái siêu. Thì ở đây nó sẽ không có siêu màng nha, chỉ là một cái miếng bọc ở bên ngoài thôi. Đó, wow. Một chiếc Realme X màu trắng rất là đẹp luôn. Thì cái này màu trắng nó sẽ không có hoàn toàn nha. Ở phần bên trên á, thì nó hơi hồng hồng một tí nè. Ở giữa thì nó hơi vàng vàng nè. Và ở phía dưới cùng á, thì nó mới là màu trắng nè. Ở một cái thiết kế mặt lưng mình cảm thấy nó rất là đẹp. Và cái mặt lưng này được bo cong rất là nhiều nha, tạo cho cảm giác á, là chiếc máy này rất là mỏng. Và cũng ở cái mặt sau này thì nó sẽ có một bộ đôi camera nha. Với một cái camera, mình nghĩ đây là camera chính nè, có hai cái viền vàng nhìn rất là đẹp luôn. Và ở dưới thì còn có một camera và một cái đèn flash nha mọi người, logo của Realme. Tiếp đó thì mình sẽ đến với cạnh bên phải nha. Cạnh bên phải đây có một cây sim nè và có một nút nguồn. Thì cái nút nguồn này nó có một cái điểm nhấn, đó là nó sẽ không có bằng phẳng mà nó sẽ lõm xuống ở giữa và sẽ được sơn màu vàng nha, nhìn cũng rất là đẹp luôn. Bây giờ thì mình sẽ chọc thử cái cây sim này ra nha. Thì thiết bị này sẽ được hỗ trợ hai sim nha, nhưng mà sẽ không có thể nhớ. Nói chung thì bộ nhớ 64GB với mình thì cũng khá dư dả rồi, cho nên cũng không cần phải thẻ nhớ làm gì. Cũng rất là lâu rồi mình cũng không sử dụng thẻ nhớ trên điện thoại nữa. Và cạnh bên trái nha, sẽ có nút tăng giảm âm lượng nè. Và cạnh bên dưới nè, thì đây có một jack tai nghe nha, một mic nè, và một cái cổng sạc USB Type-C và loa ngoài nè. Và ở bên trên á, thì đây có một cái mic phụ nè. Và đây chính là cái camera bump-up nè, camera thò thục á. Thì cái khung viền này nhìn rất là sáng bóng nè, nhưng mà mình nghĩ chắc nó là nhựa thôi. Thì cái mặt trước này thì mình sẽ khởi động nguồn lên nè. Và ở mặt trước này thì cái dãy loa nè, thì các bạn có thể xem nè, nó cực kỳ dài luôn, dài hơn nửa cái màn hình.
Và rồi, vậy là chiếc máy này nó đã khởi động lên rồi. Thì ở đây hiện tại nó chỉ cho chọn là tiếng Anh thôi nha. Nhưng mà mình nhớ là Realme thì nó có sẵn tiếng Việt rồi. Chắc một chút mình phải chỉnh nó trong phần cài đặt á. Vậy là mình đã setup chiếc máy này xong rồi. Cái màn hình nè, thì các bạn có thể xem đẹp hay không. Chỉ trong tầm giá mà 3 triệu mấy thôi thì đã có một cái màn hình không bị khuyết tật nè. Nó không bị che bởi những cái như là nốt ruồi nè, giọt nước hoặc là tai thỏ. Thì truyền thống của Realme á, là sẽ dán sẵn một miếng dán dẻo cho mình luôn. Thì chiếc Realme X này thì cũng không ngoại lệ nè. Nó đã được dán sẵn một miếng dán dẻo rồi. Thì mặc định của chiếc máy này á, là nó sẽ chưa có tiếng Việt nha. Nhưng mà rất là đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nha. Ở đây á, thì các bạn hãy vào cái phần mà Software Update nè. Là cái phần mà cập nhật lên cái hệ điều hành á. Thì các bạn vào đây thì ở đây thì mình đã update rồi. Còn nếu như các bạn mua chiếc máy này về á, thì các bạn cứ bấm vào đây và đợi nó download về nha. Thì cái thời gian download của mình thì cũng rất là lâu, tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ á. Thì download về và các bạn cứ chạy cho nó update lên. Sau đó thì các bạn hãy vào cái phần ngôn ngữ nè. Hiện tại đã có tiếng Việt luôn rồi. Mình chỉ cần chọn tiếng Việt nè. Đinh. Rồi, đó. Thì mình thấy đây là một điểm mà Realme nó sẽ hơn những chiếc điện thoại của Xiaomi á. Còn Xiaomi á, muốn có tiếng Việt á, thì phải unlock Blackbird nè. Phải đợi khoảng vài ngày, vài tuần. Sau đó thì phải up Chrome nữa nè. Rất là phiền, rất là tốn thời gian luôn. Tiếp đó là một cái nữa là khi nãy chiếc máy này nó chưa có CH Play luôn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nha. Thì các bạn hãy vào cái link mình để ngay đây nha. Hoặc các bạn có thể search trên Google cũng được. Và sau đó nè, thì các bạn vào phần tìm kiếm nè, cứ nhập vào Google Play Store nè. Các bạn cứ bấm vào tải về nè, tải về và cài đặt thôi. Và sau khi cài đặt xong á, thì đã có CH Play luôn. Cái này khi nãy mình tải xong nhưng mà mình vẫn không có cài được những ứng dụng á, thì mình phải tải thêm một cái nữa, đó là Google Play Service nha. Thì mình sẽ tải thêm cái dịch vụ của Google Play nữa. Sau khi mình cài xong cái Google Play Service này nè, thì nó sẽ cài được những cái ứng dụng khác nha. Và cũng nói qua về chất lượng của màn hình này, thì mình thấy đây là một cái màn hình rất là đẹp nha mọi người. Rất là đẹp trong tầm giá mà 3 triệu rưỡi luôn. Ở đây thì nó có cả luôn HDR nè. Đây là một cái tấm nền mà AMOLED luôn nha. Cho nên cái màu sắc nó sẽ hơi rực hơn thực tế một tí. Rồi, và tiếp theo thì mình sẽ đến với AnTuTu nha. Đây, mình đã cài và chạy cái ứng dụng này rồi. AnTuTu Benchmark nè. Thì số điểm mình chạy được ở đây á, là rơi vào khoảng 196.000 điểm. Với cái điểm CPU á, là 65.000 nè. Và điểm GPU là 54.000. Và bây giờ thì mình sẽ xem tiếp những cái thông số của chiếc điện thoại này nha. Đây là một chiếc điện thoại RAM 4GB nè. Và bộ nhớ 64GB. Và dung lượng mà đang còn trống á, là khoảng 44GB nha. Con chip được sử dụng trên chiếc điện thoại này đó là Qualcomm Snapdragon 710 nè. Đây là một cái con chip mà nằm trên chiếc Mi 8 SE á. Nó sẽ mạnh hơn 665 nhưng mà sẽ thua 712 nha. Nó nằm giữa Redmi Note 8 với lại con Realme V á. Đây là một chiếc điện thoại với cái kích cỡ màn hình rất là lớn luôn, 6.53 inch nha. Và mật độ điểm ảnh á, thì cũng rất là cao nè, 401 ppi nè. Và cái độ phân giải của nó là 1080x2340 nha. Độ phân giải là Full HD Plus. Và về camera thì camera ở đằng sau sẽ có hai camera nha. Một camera là 48 chấm và một camera là 5 chấm. Và camera trước độ phân giải là 16 chấm nha. Tiếp đó là về pin nè. Thì Realme á, thường thì mình thấy Realme á, pin nó hơi lẻ một tí nè. 3765 mAh nè. Mức dung lượng pin này á, thì mình thấy nó rất là trâu rồi. Thua có khoảng 200-300 mAh so với lại Redmi Note 8 hoặc Realme UI thôi. Đây, thiết bị này đang chạy là Android 9 nha mọi người. Và đó chính là những cái thông số trên chiếc Realme X này. Và mình sẽ đến với phần camera nha. Thì cái giao diện camera này thì cũng rất là đơn giản, dễ sử dụng. Mình sẽ không có mô tả chi tiết từng cái chức năng một nha, mà mình sẽ đến với những tấm ảnh mà mình vừa chụp nhanh được luôn. Ở đây thì đầu tiên mình sẽ đến với ảnh chụp của camera selfie nha. Với một cái camera selfie mà độ phân giải 16 megapixel á, cho một cái bức hình chi tiết rất là tốt nè. Màu da nó sẽ nhìn rất là tự nhiên nha. Nếu như đặt cảnh so sánh camera selfie của chiếc Realme X và Redmi Note 8 á, chắc chắn rằng mọi người sẽ đều thích chiếc Realme X hơn. Bởi vì chi tiết của nó sẽ tốt hơn. Và về cái màu da của chiếc Realme X á, nó cũng sẽ đẹp hơn nha. Tiếp đó là về camera sau nha. Ở đây thì mình có chụp nhanh được một vài tấm, thì mọi người có thể xem nha.
Đầu tiên là một bức ảnh mình chụp ở trong phòng nha, thì điều kiện nó không có đầy đủ sáng lắm, bức ảnh nó cho ra cũng rất là ok, màu sắc đẹp. Tiếp đó là điều kiện thiếu sáng nha, thì ở đây được một cái là cái cây, độ chi tiết của nó nè, từng cái gân lá nè vẫn được thể hiện rất là rõ luôn, nhưng mà tấm hình thì mình thấy nó hơi nôi nha. Thì cũng ở bức hình này thì mình so sánh với lại chiếc Redmi Note 8 á, thì hai cái điện thoại này nó có những cách xử lý khác nhau nha. Thì nếu như ở Redmi Note 8 á, thì nó sẽ khử nôi và mất chi tiết, còn ở trên Redmi Wii á, thì nó là giữ lại chi tiết nhưng mà sẽ nôi nha. Và cũng nhìn qua ở hai tấm hình này thì mình thấy rằng ở Redmi Note 8 thì nó sẽ sáng hơn nha. Riêng mình á, thì mình thích cách xử lý của Xiaomi hơn, nhưng mà về màu sắc á, thì mình lại thấy màu của chiếc Redmi X nó đẹp hơn nha. Cũng tương tự với trường hợp tiếp theo, thì khi mình zoom lên thì các bạn có thể dễ dàng nhận thấy được rằng á, ở chiếc Redmi X nó sẽ nôi hơn rất là nhiều luôn. Đầu tiên là những cái cây chào bà nè, thì mình cũng dễ dàng thấy được nôi rất là nhiều ở trên chiếc Redmi X. Và sau đó thì mình kéo qua cái cây dương sĩ nè, thì cũng y chang như vậy luôn. Thì đó là về loa nha. Mình á, thì mình thấy loa ổn, âm thanh to rõ, chứ mình cũng rất là ít nghe nhạc trên smartphone. Và ở đây có một phần thì mình quên giới thiệu cho mọi người, đó chính là bảo mật nha. Thì cái này thì không thể nào bỏ qua được, bởi vì chiếc điện thoại này nó sẽ có vân tay ở trong màn hình nè. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thêm vân tay nè. Nói chung thì cái mà quá trình nhận vân tay thì mình thấy cũng tương đối là nhanh. Đó, bây giờ mình sẽ thử một cái nhẹ cho mọi người xem nha. Thì đây, thì khi mình tắt màn hình á, thì trên chiếc Redmi X này nó cũng sẽ hiển thị một cái phần dấu vân tay mờ mờ ngay đây nha. Chủ yếu là để cho mình biết là đặt vân tay ở đâu, và nó chỉ hiển thị mờ thôi để tiết kiệm pin nha. Thì mình sẽ đặt vân tay vào nè. Đó, thì nó sẽ mở ngay. Và ở đây thì mình thấy có một cái hiệu ứng cũng rất là đẹp luôn. Đó, về cái tốc độ vân tay thì các bạn có thể xem qua video nè. Nó không có thua những cái vân tay mà đặt ở ngoài quá nhiều đâu, chắc tầm khoảng 1 giây so với lại 0 chấm mấy giây thôi. Và ở đây á, thì mình sẽ thử đăng ký luôn khuôn mặt nha. Do cái camera thòi thụt á, cho nên khi mình quét khuôn mặt thì cái camera nó sẽ chạy lên nha. Bây giờ mình thử lên nè. Bây giờ mình sẽ lấy dữ liệu khuôn mặt nha. Rồi, như vậy là đã lấy xong rồi. Bây giờ mình sẽ thử mở luôn. Mình không thích dùng cái dữ liệu khuôn mặt này ở những cái camera thòi thụt, bởi vì khi các bạn mở nó phải chồi lên rồi nó thụt xuống, nó bị delay, nó mất hết một khoảng thời gian, nó sẽ chậm hơn những cái camera mà có sẵn nha. Nên trên chiếc K20 Pro mình đang sử dụng thì mình không có sử dụng cái khuôn mặt này. Về tốc độ khuôn mặt này thì mình thấy nó rất là nhanh luôn, ngay khi camera vừa mà chồi lên là nó đã mở được ngay rồi. Và cái camera này khi nó chồi lên nó sẽ có một hiệu ứng nha, đây các bạn xem nè, một cái đường sáng chạy quanh rất là đẹp luôn. Và rồi, vậy là mình đã vừa hoàn thành xong mở hộp và đánh giá chiếc Redmi X này rồi. Đây đúng thực là một cái đối thủ rất là nặng ký của chiếc Redmi Note 8 và ngay cả chiếc Redmi Wii luôn. Lại thêm một bài toán rất là đau đầu giữa ba chiếc điện thoại này. Và trong tầm giá mà 3,4 triệu thì bây giờ mình sẽ phân tích những cái điểm mạnh và những cái điểm yếu của chiếc điện thoại này nha. Đầu tiên là điểm mạnh đi, thì chiếc điện thoại này nó sẽ có một cái cấu hình rất là tốt trong tầm giá luôn. Hàng cũ thì mình không nói nha, còn hàng mới thì bây giờ nó chỉ thua cái chiếc Redmi Wii thôi. Nhưng mà cái thua đó thì nó không nhiều, rất ít thôi. Và điểm mạnh tiếp theo thì mình thấy đến từ cái thiết kế. Thì đây là một chiếc điện thoại có một cái màn hình rất là đẹp luôn nè. Đẹp cả về chất lượng, đẹp cả về cái mà full view nè, không có bị một cái khuyết tật nào cả. Ở trên cái màn hình này nè, nó có luôn cả một cái vân tay trong màn hình luôn. Về cái chất lượng vân tay này thì các bạn có thể thấy là mình đã test rồi, thì cái vân tay này chất lượng rất là ổn, mở khóa rất là nhanh luôn. Và có một điểm nhỏ thì mình cũng muốn đưa vào điểm mạnh của em nó, đó chính là có sẵn tiếng Việt nha mọi người.
Và đó chính là những cái điểm mạnh của chiếc Realme X này. Còn điểm yếu là gì? Điểm yếu đầu tiên mình thấy đó là đến từ cái chất liệu nè. Chất liệu mặt lưng là bằng nhựa nha mọi người, kèm theo đó là khung viền cũng bằng nhựa luôn. Và về cái độ gia công á, thì mình thấy thực sự rằng cái con mà Realme X này nè, nó không có tốt bằng Redmi Note 8 nha. Thì chê á, thì chỉ có điểm đó là mình chê thôi. Nhưng mà với cái tầm giá mà 3,5 triệu á, thì thực sự rằng không thể nào mà đòi hỏi quá nhiều được rồi. Và đường link chi tiết để mua sản phẩm này thì mình sẽ để ngay bên dưới phần mô tả nha. Nếu như bạn nào cảm thấy thích á, cảm thấy muốn mua thì có thể mua chiếc Realme X này. Riêng mình á, nếu chọn giữa chiếc Realme Q và chiếc Realme X này thì mình sẽ chọn Realme X nha. Bởi vì mình á, thì không cần thêm một tí cấu hình, mình thích cái màn hình full view này hơn. Thì video của mình tới đây thôi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người.